Rồi, hai người ngưng lại đi. Hai người ngưng lại luôn. Quý vị thân mến, chào đón quý vị đến với game của khán giả trong chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Và hiện giờ là Việt Hương có 8 khán giả chơi cùng với Việt Hương. Và đây mới là đồng phục của người Hơ Re. Còn bộ hồi nãy là đẹp đẹp thôi, em suối me chỉ mặt thôi. Dạ, này cái đúng đồ của mình. Và trò chơi này có tên rất là dễ luôn, lắc kim. À, mấy chị lắc từ cái búa mà ra cái kim. Người ta nói có công mài sắt có ngày đêm kim đúng không ạ? Từ một cây sắt bự, mấy chị lắc riết thời gian sẽ ốm lợi, đúng không? Thì cái này sẽ có cái trò chơi rất là dễ, có 4 đợt. Ai giữ lại lâu hơn là người đó thắng. Ở có người rớt là người đó đi ra. 4 đợt vậy nha. Rồi, bắt đầu. Rồi, hai người ngưng lại đi. Hai người ngưng lại luôn. Ngưng lại. Tôi thấy bà này là lắc đẹp nhất. Lắc xuất sắc luôn. Rồi, báo giùm chị ai hồi nãy là người rớt đầu tiên. Chị áo đen. Cảm ơn chị. Mời chị. Rồi. Rồi, ra luôn nha. Bắt đầu 7 người còn lại nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị này, dạ, ngồi dưới coi mà cũng biết người nào vớt xuống trước. Quá trời, dạ. Số 1. Rồi, hai người lắc luôn, tới khi nào rớt thì thôi. Gán lên. Rồi, gia đình ơi, bây giờ chúng mình về nhà cơm nước đi. Chiều quay lại, lắc dẹo có rớt đâu. 4 người này là được quà rồi, nhưng vẫn lắc để được nhận quà. Vừa lắc vừa nhận. Cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.